Khát khao vì một tình yêu đích thực, anh sẽ đem chiến thắng về để cưới được em. Ta sẽ không cho phép ngươi phá hoại hạnh phúc của ta đâu. Chỉ có cách này ta mới có thể thắng ngươi. Thông báo cho thần nhận biết, con sẽ lấy Agalon. Chính bà và con gái của bà đã khiến ngài ấy trở nên ngu nhược như vậy đó. Chúng ta hãy cùng bắt tay nhau đi trừ khử đức vua. Cứ nguồn trước cuộc chiến quyền lực nằm mà. Hôm nay người phải chết, Uwakru. Đừng có không mời mà tới như vậy. Đây chính là cơ hội để mình kết liễu mầm mống nguy hiểm này. Đón xem những tập cuối của bộ phim Thiên Thần Lạc Giới lúc 11 giờ hàng ngày trên Today TV.